Giờ Vũ đi lên tên miếng đất để Vũ giới thiệu bán nha các bạn. Giờ Vũ đi ra tới đây là chỗ chợ Bình Đại. Tư đường ra cảng, quẹo phải là ra cảng nha các bạn. Giờ Vũ đi thẳng lên đây thì cái miếng đất này Vũ giới thiệu bán là ở ấp Bình Hòa nha các bạn, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ở đây là ngay chỗ bưu điện Bình Đại. Ở đây mé bên tay phải Vũ là Tết rồi, bà con bán mai ở đây, hoa kiển ở đây. Đây là ngay quán cà phê Trúc Đào. Tới chút xíu nữa là bệnh viện huyện Bình Đại. Đây là chỗ vật liệu Lê Tấn nha các bạn. Đây là khách sạn 33. Khách sạn 33 chạy lên. Đây là trường tiểu học Trần Hoàng Vũ, lúc trước là trường tiểu học thị trấn nha các bạn. Thì đường vô miếng đất là bên hông của trường học đây. Tên này là hướng tên Bến Định chạy xuống thì khỏi quán cơm đỉnh chút xíu, dựa tôm phê ly Thuận Phát. Đây là đầu đường quẹo đi vô. Vô miếng đất này thì
có 4 đường để vô nha các bạn. Vô đây thì có cái ngã tư, một đường quẹo trái là ra miễu Bà Nhật, còn đường thẳng thì lên quán Cháo Hào, giờ Vũ rẽ phải qua đây. Nếu mà cái đường này chạy thẳng lên là đi lên ngay chỗ đất thánh, đi lên tên nhà thờ Công giáo Bình Đại đều được. Thì con đường này là xe 4 chỗ 7 chỗ chạy thoải mái nha các bạn. Là cái đường hồi nãy Vũ chạy lên là mé bên hông của trường Trần Hoàng Vũ. Chạy lên là quẹo phải nè, vô miếng đất bán nha các bạn. Dạ thì Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện giờ Vũ đang đứng ở chỗ miếng đất kêu bán. Miếng đất này là ở ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì miếng đất này là diện tích là 4.300 mét vuông nha các bạn. Đây là cái đường đi vô. Bây giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn đi theo Vũ đi vô tham quan miếng đất. Thì cái miếng đất này giá bán là 18 tỷ nha các bạn. Thì giá đó thì có thương lượng. Cái này là sổ đỏ chính chủ. Đây đường đi vô rất là rộng. Ở đây thì đất dòng, đất cát, nước ngọt. Ở đây thì cô chú anh chị và các bạn nào mua thì ở đây là cất quán cà phê, sân vườn hoặc là nhà trọ, là quán. Đất ở đây sao rất là rộng luôn. Đây diện tích 4.300 mét vuông nha các bạn. Vũ xin nhắc lại là miếng đất này là ở ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Đây miếng đất này rất là dài mà cũng rất là rộng luôn nha các bạn. Thì Vũ quay sơ để cô chú anh chị và các bạn thì tham khảo, còn cô chú anh chị nào các bạn nào mà có mua thì xuống đây xem tận mắt thì nó kỹ hơn nha các bạn. Bắt đầu từ mí hàng rào này, Vũ đi thẳng lại cho cô chú anh chị và các bạn xem cái miếng đất này rất là rộng luôn. Thì mé bên tay phải Vũ đây là ở ngoài lộ đường lộ lớn quốc lộ 57B.
là cách có dãy nhà ở trước. Quá rộng miếng đất luôn. Ở đây các bạn mua, ở đây là cất nhà trọ. Ở trong này yên tĩnh. Rồi tới cái đầu bức tường đằng này nha các bạn. Thì đằng đây cũng có con đường lên trước đó. Rồi từ đầu đằng này vũ đi lại đằng đẳng nha các bạn. Để đây là cái dãy nhà ở trước quốc lộ 57B nè. Lại khúc này là nở lên đó một khúc nữa nha các bạn, đó nhìn thấy ngoài đường đậu lớn xe chạy. Đứng ngay giữa vũ quay vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Miếng đất này rất là rộng luôn nha các bạn. Các bạn mua cất nhà trọ. Ở đầu này thì từ miếng lưới hàng bắp, miếng lưới tở ra đây nha các bạn. Trong này thì đất cát nước ngọt. Đây là cái đường đi vô.
Dạ Vũ xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Nếu cô chú anh chị nào có mua thì liên hệ Vũ thì Vũ dẫn lên đây cho xem đất nha các bạn. Thì diện tích đây Vũ nhắc lại là 4.300 m², giá bán là 18 tỷ. Có thương lượng nha các bạn. Vũ nhắc lại là miếng đất này là ở ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Cô chú nào có muốn mua hoặc xem đất, giá cả thì thương lượng thì liên hệ với Vũ, thì Vũ sẽ nói với chủ đất. Bây giờ Vũ đi tở ra. Đây tới ngoài đường Lộ Đan nha các bạn. Lộ Đan này thì quẹo mé bên tay phải Vũ là đi lên trên đất Thánh, đi lên nhà thờ Công giáo Bình Đại luôn. Con đường này đi xuống đây thì có nhiều đường để đi vô nha các bạn. Đây là hướng từ chợ Bình Đại lên miếng đất bán nha các bạn. Ngay cái đường đó là xe đang chạy đó là ngay ngã ba, ngay chỗ vật liệu Lê Tuấn, là đường quốc lộ 57B. Thì đi lên chút xíu là ngay chỗ khách sạn 33. Rồi kế bên khách sạn 33 là có trường tiểu học Trần Hoàng Vũ. Thì cái miếng đất này là đường đi vô là cặp mé hông của đường tiểu học Trần Hoàng Vũ nha các bạn. Thì ở tên này thì nhà bà con cất rất là đông luôn. Đây ngay đây là ngay cái đường hẻm quẹo vô. Ngay đây là ngay chỗ nha khoa. Rồi đường sắp tới miếng đất rồi nha các bạn. Miếng đất này là diện tích là 4.300 m² nha các bạn. Ở ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Miếng đất này là rất là rộng luôn. Rồi cô chú anh chị có mua thì cất quán cà phê sân vườn hay nhà trọ, làm gì cũng được nha các bạn. Tại diện tích này, đất này là rất là rộng. Đây là cái đường từ ngay chỗ cái hông của trường tiểu học Trần Hoàng Vũ chạy vô nha các bạn. Đây là diện tích của miếng đất. Miếng đất này là nở giữa rất là rộng luôn, chiều dài cũng rất là dài nha các bạn. Đây là cái con đường đi vô. Đường mé trong này nhà bà con cất cũng rất là đông nha các bạn.
Đây là cái con đường đan đó, xe đang chạy đó bà con thấy không? Là cái đường đan đó là đi vô cái miếng đất. Đường đan này là đi thẳng là đi lên ngay chỗ đất thánh, đi lên nhà thờ Công giáo Bình Đại cũng được nha các bạn. Còn cái đường mà đi xuống dưới là đi ra ngay trường tiểu học Trần Hoàng Vũ, hoặc ra ngay miễu Bà Nhật, hoặc là ra cái đường Bùi Sĩ Hùng để đi lên quán cháo Hào cũng được luôn. Thì diện tích cái miếng đất này là 4.300 m² nha các bạn. Thì giá bán là 18 tỷ có thương lượng. Miếng đất này mặt tiền nằm mé trước thì đường đan. Còn ở trong miếng đất này ở mé trong thì ngay chỗ Hông Đa Quỳnh Thành nha các bạn. Rồi kế bên là có cái quán cà phê Minh Thư 2. Thì ở trước mặt quán Minh Thư 2 là đường quốc lộ 57B nha các bạn. Còn mé sau quán cà phê đó là miếng đất bán nha các bạn. Đây nhìn rất là rộng luôn. Miếng đất này rất là rộng nha các bạn. Thì giá bán là 18 tỷ có thương lượng nha các bạn. Còn đây là hướng từ tên Bình Thới đi xuống nha các bạn. Bình Thới đi xuống thì đi ngang Honda Huỳnh Thành. Thì ngay đây là có cây xăng nha các bạn. Ở chỗ này thì có cây xăng nè, rồi quán cà phê, rồi có nhà hàng của Tre Xanh. Miếng đất này rất là rộng, rồi đường ra cũng là rộng nha các bạn. Tiện cho việc là mình cất quán cà phê hoặc là nhà nghỉ. Đường đó thì xe 4 chỗ 7 chỗ chạy bình thường. Thì diện tích cái đất này chiều ngang là bằng cái mí tường này, mé bên tay phải vũ đây, còn mé tay trái là đụng tới cái hàng cây. Hàng cây này là đầu đất nha các bạn, có hàng rào tường. Đây là Honda Huỳnh Thành nè các bạn. Ở miếng đất này nằm ở đằng sau Honda Huỳnh Thành nha các bạn. Miếng đất này là nở ở giữa. Còn đây là trên đường tên Bình Thới đi xuống. Đường đó là đường quốc lộ 57B. Tên Bình Thới chạy xuống thì miếng đất này nằm ở sau chỗ Honda Quỳnh Thành nha các bạn. Miếng đất này tên Bình Thới đi xuống thì nằm mé bên tay phải nha các bạn. Đất này thì sổ đỏ chính chủ nha các bạn mua thì yên tâm.
cô chú anh chị các bạn mua thì liên hệ Vũ, thì giá có thương lượng thì Vũ nói với chủ đất nha các bạn.